Bà vậy, chủ yếu là em với anh bây giờ ít rồi, có lộ mặt chúng nó lại hack Facebook. Cái ngành làm nốt này hơn 1.000 đô vật đấy cho tóc luôn. Còn mấy kênh của anh làm nốt này là dừng để làm kênh khác cho tóc. Tài khoản thì mỗi em với anh với Yến với Mừng nhỉ, 4 cái nhỉ. Không muốn nhà thì Mừng thì anh ngại. Mỗi em với Yến. Bốn giờ mười đi đón sóc à? Nó lại mẹ không để ý thời gian đâu. Em phi xe của anh ra đón. Không phải đang làm cố nhưng mà kịp không? Có lẽ không để ý thời gian. Mà kệ cho cô giáo nó chở tí. Mang áo lên sóc à? Gì? Đang nóng. Cái này cái dưới ví dụ nó vào những cái điểm thế này là thôi đừng luồn nữa. Nếu mà luồn vào cái này là trong là lúc ép khâu cái này và nó lại bị căng là giống như cái giữa ấy. Cần thiết thì cứ để thỏa một mắt giống như cái giữa ấy. Không cần phải. Cứ từ trong đâm ra ấy. Cái ở hai bên ấy. Cái ở giữa thì vẫn như mọi khi cái ở giữa là cứ từ trong đâm xẻo ra cho cái nằm cái mắt lưới nó nằm bên ngoài ấy. Để lúc mình côn lên mình buộc cho nó đỡ phải căng lưới, tại vì lưới mình tính